qua đây tôi chỉ cho nè, qua đây. Đi qua đấy qua. Đó qua. Thầy tới thì đi về lại đi, về lại đi. Lớp đứng lên. Chúng em kính chào thầy. À. Chào các em. Tôi biết là các em rất là yêu thích tôi. Đôi khi tôi cũng hơi lố giờ một chút xíu, nhưng mà thật ra thì thật ở trong cái tâm của tôi á, là tôi chỉ muốn gọi là truyền đạt những cái điều gì đó tốt nhất cho mấy em thôi. Tôi cũng khổ tâm lắm. Thôi thì hôm nay tôi sẽ chuộc lỗi bằng cách tôi sẽ cho các em thoải mái. Yeah. Ai muốn đi về thì đi về. Mình chỉ cần giơ tay lên thôi. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra 45 phút. À, tí. Nay kiểm tra có ý kiến gì? Nay kiểm tra 45 phút hả thầy? Đúng rồi Gân. Dạ, ý nói là các bạn làm bài không được gian lận trong bài thi. Giỏi, rồi, làm kiểm tra. Hết giờ. Dễ quá. Mình nộp bài đi mấy em. Hết giờ rồi, 45 phút đã trôi qua. Thôi thôi mấy bạn khỏi cần, để mình thu cho, để mình thu bài cho. Rồi đủ rồi thầy. Ba người ba bạn. Về chỗ đi mấy bạn, về chỗ. Thầy, có trợ lý luôn. Hôm nay có trợ lý luôn. Dạ. Ừ, dẹo. Dạ. Đây đi. 45 phút rồi em mới có mặt. Em đi đâu? Giờ này em mới tới. Dạ em bị kẹt. Kẹt cái gì? Kẹt xe, kẹt cứ ngắt em đi không có được, em kẹt đèn đỏ. Nín. Bớt diện. Cột cái nơ mất 45 phút đúng không? Dạ không, cái này là làm có 15 phút thôi, rồi em gắn lấy cái bông tai là mắt cúp gắn lông mi được thầy. Được rồi. Nể tình. Nhìn cái nơ cũng đẹp. Dạ. Ừ. Nên dạ. Các bạn ra ngoài, riêng em ở lại kiểm tra mình. Cứu với, cứu. Cứu, cứu làm sao? Thôi giờ 300 đi. 300 triệu không? 300 ngàn. 300. Em bị đau cuộc sống. Dạ không, em bị con kiến nó cắn em ngu quá thầy ơi. Con kiến nó cắn mày cũng khóc nữa. Làm bài. Thầy đừng có dòm em không có làm bài được. Dép, dép. Giờ đi. Chanh, chai, chai. Chờ chai. À. Chức, xế, xế. Ăn cơm. Ăn, A. Cơm, cờ. Ủa, vậy A hay là C? Cái gì kỳ vậy? A hay C? A hay C, em nói đại. Chỉ thiệt chỉ. Đáp án B. Cơm là chữ A, con này mày ngu. Mày ngu B đó con, thầy mới nói B kìa. Mày nhắc quét bậy nữa. Tao A, mày cáo với tao. Tao nói B. Thầy nói B là thầy sai rồi. Nãy con dạ. Chữ A con coi. Nãy con mở sách giáo khoa con coi chữ A đàng hoàng. Chữ A đúng không? Chữ A. Ừ. Mày vô mày làm cho nó luôn đi. Rồi mấy cái này làm một phát một xong liền nè. Nè mày vô mày làm cho nó luôn đi. Nè thấy không nè, nhìn kỹ nè, A B. Mày bớt đi ha mày ha. Kiểm tra xong còn đứng ngoài kia mày đặt thập thò chỉ bài bạn ha. Con dẹo. Dạ. Hết giờ rồi, nợ bài. Chứ làm sao không hả? Nợ bài cho tôi. Riêng em tí. Dạ. Ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi. Bây giờ hết giờ là tôi đi. Tôi không có nói nhiều với lại mấy em. Hôm sau tôi xử hai em sao. Được chưa? Thầy đi. Trời chào ơi. Hai bạn. Qua đây. Ồ ồ ồ. Hi. Xin chào. Các em có khỏe không? Chúng ta vừa mới gặp nhau cách đây 5 phút. Mà bây giờ thầy đã trở lại rồi. Các em thân mến. Thưa thầy. Cái gì con? Tiết này là tiết văn. Đúng. Tiết đây là tiết văn. Chứ không phải tiết toán. Đúng. Mà cô văn cũng bị bệnh. Thầy sẽ là người đại diện cho cô Hoa dạy thế tiết này. À, bây giờ các em làm một cái bài tập làm văn. Hãy tả một loài động vật mà em thích tí. Dạ. Em làm bài chưa? Dạ em làm xong qua rồi. Rồi. Giỏi. Các bạn dành cho bạn tí một tràng pháo tay. Rất nhanh. Rồi. Em hãy đọc một cái đoạn trong bài tập làm văn của em cho thầy nghe. Dạ, tin thầy. Là với cái khả năng học của em bài văn sẽ rất hay. Gián là một loài động vật hoạt động vào ban đêm. Em rất ghét và rất căm thù chúng. Và sau đây em xin tả con gián. Gián là một loài động vật hơi hám, sống ở tất cả mọi nơi. Nó thường bung bám ở ấn vào thức ăn của chúng ta. Chúng thường xuất hiện vào ban đêm khi chúng ta đang ngủ. Và ai cũng có thể vô tình gặp chúng khi chúng ta thức dậy đi vệ sinh vào ban đêm. Vì thế em rất ghét con gián. Mừng hơn hết bài rồi đấy. Đau tim quá rồi. Đọc mà tao muốn xỉu luôn. Thì biết là con ghét con gián. Và
con muốn chia sẻ nó cho mọi người, nhưng mà con dán nó ghê quá, cho nên là bây giờ con đừng có nói về con dán nữa, con lựa cái con gì đó dễ thương thả lại cho thầy nghe nha. À, con vật khác đúng không thầy? Ừ. Chó. Ừ. Chó là động vật rất là dễ thương. Ừ. Chúng là bạn của chúng ta. Ừ. Lông chúng trắng muốt và mềm, vì thế hạt chúng rất ghét bị dơ và bị hôi. Ừ. Nên mỗi lần gặp dán là chúng đều bỏ chạy. Và sau đây em xin kể về loài dán. Dán thôi. Loài động. Thầy mệt quá mấy đứa. Nghe hai bài văn của nó xong thì hết muốn làm giáo viên luôn. Em cũng mệt luôn. Đúng, ừ. Bây giờ thầy nghĩ là bây giờ em tìm một cái con khác. Bây giờ thầy chỉ định con đó cho em luôn. Dạ. Ừ. Em tả cái con thỏ của con dèo cho thầy. Này. Bây giờ tất cả các bạn làm bài riêng thằng tí là tả con thỏ. Tí nữa thầy quay lại, thầy kiểm tra. Trời ơi, tưởng cái gì tả con thỏ. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm bóp thỏ. Cách làm bóp thỏ bông. Những nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị: vải bông và vải bố, ri băng, bông gòn và một số đồ trang trí khác nữa. Đầu tiên, để làm được hộp bút này, bạn hãy vẽ và cắt hình đầu cũng như là tay chú thỏ nhé. Cắt mỗi mẫu 2 tấm, sau đó khâu lại hoặc là dán viền mép vào lại là ta đã được hình đầu thỏ thật đẹp. Tiếp theo, bạn hãy cắt vải bố thành một mảnh hình chữ nhật và gấp lại để thành phần thân như thế này. Sau khi đã xong, ta bắt đầu dán nối phần đầu và tay chân cũng như là thân vào nhau cho thật xinh xắn. Trang trí thêm mắt mũi nữa là hoàn thành rồi. Cuối cùng, dùng một đoạn ri băng thắt trên phần cổ để che khuyết điểm và trang trí cho chú thỏ. Vậy là chỉ với vài bước khâu đơn giản, bạn đã thực hiện thành công cách làm túi đựng bút hình chú thỏ này rồi. Thật đáng yêu đúng không nào? Chắc chắn những người nhận món quà này sẽ rất bất ngờ và cảm thấy thật hạnh phúc. Vì vậy, còn chần chờ gì nữa, thực hiện ngay nha. Hey, bây giờ cái bài văn của em đâu? Đây, cái bài văn của em đây. Hồi nãy thầy kêu em đã con gì? Thầy kêu cả tả chỉ con thỏ, chỉ bóp thỏ, làm tập làm bóp thầy thỏ đó. Thầy kêu em tả cái con thỏ. Và cái bóp con thỏ là cái mà đã tạo cảm hứng cho thầy liên tưởng đến con thỏ. Chứ thầy không có kêu em tả cách làm bóp con thỏ. Cái đề bài tập làm văn là tả một loài động vật mà em thích. Cái bóp con thỏ đâu phải là động vật. Đi về chỗ. Thầy bỏ qua đi, bạn này ngu lắm. Thầy biết. Hôm nay thầy khẳng định là nó ngu luôn á. Dạ. Con thầy tức quá trời tức. Em đập bài. Thầy có niềm vui lại rồi. Yeah, thầy cảm thấy là thật là hứng thú khi trong cuộc sống này gặp một cái ca ó đâm thì thầy có được một cái học sinh rất là gương mẫu. Yeah. Thầy rất là thích. Đề bài là tả một loài động vật mà em thích thì em ghi ở đây là em tả con dáng là... Nhưng mà kết bài là em làm con dế. Yeah. Em thiệt quá. Thầy cảm thấy rằng là cái lớp của mình á, dạ, có một cái tình yêu thương động vật rất là sai đó. Cho nên là thầy quyết định là nguyên cả cái bài văn này là nguyên lớp mình là không điểm gì hai em đó. Tôi không có thèm nói chuyện với các em nữa. Tôi cảm thấy bất lực với cái khả năng làm văn của mấy em.